của đồng chí là Đỉnh, Đỉnh Bùi hay là Bùi Đỉnh đó, viết không có dấu, tóm lại là Đỉnh hay là Định gì đấy, viết không dấu, Dinh Bùi này, đấy. Có hỏi là giá nhiều 1 mét vuông vậy anh, tức là có hỏi về cái chớp nhôm này là giá bao nhiêu tiền 1 mét vuông. Đấy, thì để biết cái giá chớp nhôm bao nhiêu tiền 1 mét vuông thì các quý vị có thể click vào cái đường link tôi để bên dưới cái phần mô tả của cái video này. Đấy, thì cái đường link bên dưới cái phần mô tả của cái video này thì sau đó sẽ vào cái trang web là aloluon.com, hoặc các quý vị không click thì vào cái đường link bên dưới thì các quý vị có thể truy cập vào đường link các site. Tôi có thể đánh từ aloluon.com đây này, aloluon.com. Thì khi mà vào web thì các vị có thể là xem các cái loại báo giá của chiếc nhôm được. Thì trong này là tôi đã ghi giá rất là nhiều loại. Ví dụ như loại bây chúng ta có hiểu rằng giá lắp đặt hoàn thiện nó khác, và giá nguyên vật liệu tức là giá chúng ta mua về để chúng ta tự lắp giá nó khác. Nên là tùy từng cái trường hợp khác nhau thì giá nó sẽ khác nhau. Thì, và cũng như là các loại chớp nhôm khác nhau thì giá khác nhau. Ví dụ như là loại rẻ nhất ấy, thì là các loại chớp nhôm như là 132S hay là chớp nhôm 85C là rẻ nhất. Cái giá cái lá chớp nhôm với cả cái kẹp ấy, thì nó khoảng 420.000 một mét vuông. Đấy. Còn cái loại chớp nhôm cao hơn là loại chớp nhôm thủy lép thì cái giá vật liệu nó sẽ khoảng tầm 700 đến 800.000 đồng một mét vuông. Còn cái loại chớp nhôm lá niếu hay là chớp nhôm hình đầu đạn hay là chớp nhôm hình thoi thì cái giá nguyên vật liệu nó sẽ tầm khoảng độ gần 2 triệu một mét vuông. Thì là các vị có thể làm qua được cái giá vật liệu là như vậy. Đấy, tức là giá vật liệu thì chưa có nhân công, thì còn cái nhân công thì các vị tùy từ trường hợp thì là giá liên quan đến mặt bằng thi công hay là số lượng thi công như nào thì giá nó sẽ khác nhau. Thì để biết về tìm hiểu sâu cũng như là các cái hơn thì các vị có thể click vào web để xem nhé. Trong này tôi ghi hết khi mà vào chiếc luôn 13S thì nó có cả cái đơn giá như thế nào, cách tính như nào, rồi là màu sắc như thế nào này, có hết, hoặc là hình ảnh các công trình chia như thế nào thì trong web thì có hết. Là cái màu thông dụng như là màu trắng này, màu ghi nhú này, màu ghi đậm này, màu đen đều có hết. Đấy, Dung tôi chia sẻ cái phần hỏi về cái giá chất nhôm đó nhiêu thì đây là kết thúc. Các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Đấy, thì các vị muốn xem giá thì các vị cứ đánh vào chữ aluminum.com là các vị có thể xem được. Đấy, cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.